Peter rất là hào hứng vào tuần tới thì cậu ấy sẽ có một cái buổi thử giọng cậu ấy sẽ đi tới một cái buổi thử giọng diễn tập cho cái vở kịch của trường học và tất cả mọi người đều biết rằng là cậu ấy là một cái diễn viên rất là giỏi chúng ta có từ audition có nghĩa là buổi thử giọng buổi diễn tập actor có nghĩa là diễn viên và cậu ấy cũng khá là chắc chắn là mình sẽ được đóng cái vai chính. Role là là vai, vai trò, lead là dẫn dắt tức là chính. Lead role, get the lead role có nghĩa là đóng vai chính. Sau đó thì bạn của cậu ấy là Robbie đã hỏi cậu ấy là cậu đã xem cái lời thoại của vở kịch chưa? Script là là lời thoại hoặc chúng ta có thể dịch là kịch bản. Kịch bản của vở kịch và Peter đáp lại là có cái tiêu đề của nó là chiếc găng tay bị mất. Title là tiêu tiêu đề. Nó là một cái vở kịch uh, vui và kịch hài. Comic play tức là một vở kịch vui. Robbie nói là tôi muốn đóng vai của một của vị ẩn sĩ bởi vì uh, cái vị ẩn sĩ này được nói với một chất giọng uh, riêng, chất giọng đặc biệt. Chúng ta tạm dịch ở đây là như vậy chúng ta có từ hermit là vị ẩn sĩ một vị mà sống ẩn cư action có nghĩa là chất giọng bình thường mình hay nói giọng bắc giọng nam giọng anh giọng mỹ đấy thì action có nghĩa là chất giọng talk with an accent chúng ta tạm dịch là được nói với một chất giọng đặc biệt còn peter thì nói là tớ thì muốn đóng vai chính của cái anh thợ cắt tóc The barber là thợ cắt tóc Tớ thì cũng không biết là cậu thích uh, diễn xuất đâu Acting là diễn xuất Tớ tưởng là cậu thích uh, Cái đội đồng ca Cái gian hợp sướng hơn Chúng ta có từ choir Từ này là từ bất quy tắc Viết một kiểu đọc một kiểu Đọc là choir Có nghĩa là đội hợp sướng dàn đồng ca Diễn xuất cũng là sở thích của tớ Hobby là sở thích à uh, cậu có muốn luyện tập cùng với tớ không? Practice luyện tập. Tầng hầm ở nhà tớ rất là yên tĩnh. Quiet là yên tĩnh. Nó rất là tuyệt vời. Perfect có nghĩa là hoàn hảo, hoàn hảo là tuyệt vời. Peter nói là tớ thì không thích luyện tập với người khác đâu. Bởi vì nó làm cho cái quá trình luyện tập của tớ nó bị bị dối lên, bị phức tạp hóa lên. Chúng ta có từ complicate có nghĩa là làm phức tạp làm ở đây chúng ta dịch là bị dối lên thực ra là peter không muốn luyện tập chút nào ờ, cô giáo chắc chắn là sẽ để dành cái vai chính cho cậu ấy chúng ta có từ surely có nghĩa là chắc, chắc chắn từ để dành reserve reserve the lead part hay là the lead role có nghĩa là vai chính Vài ngày sau thì Robbie đã đi tới nhà của Peter và Robbie nói rằng là cậu có muốn luyện tập cái cái cảnh ở trên cầu thang không? Scene có nghĩa là cảnh staircase là cái cầu thang. Đó là cái đoạn cái phần mà cái người di cư đang tìm kiếm một cái công việc mới. Part là cái đoạn cái phần the migrant Migrant thì có nghĩa là người di cư, là di cư. Di cư từ nước này sang nước khác đấy. Ở đây chúng ta dịch là người di cư cũng được, người nhập cư cũng được. Nói là người nhập cư thì nó không đúng lắm nhưng mà trong cuộc sống diễn đạt như vậy là người ta hiểu rồi. Peter đã từ chối cái lời mời đó. Decline là từ chối. Invitation là lời mời. Hôm nay thì tớ không thể luyện tập được rồi. Tớ phải đi mua sắm một chút do some errands, tức là đi mua sắm. Sau đó Peter đã đóng sầm cửa lại. Slam the door, có nghĩa là đóng sầm cửa lại. Đó chỉ là một lý do thôi. Excuse, tức là lý do. Peter thực ra là không muốn giúp đỡ Robbie. Và vào cái ngày diễn thử, vào cái ngày thử giọng, thì Peter đã mặc một cái chiếc áo da, áo khoác da may mắn của cậu ấy. Leather là bằng da. Cậu ta luôn luôn nhận được cái phần hay nhất khi mỗi khi cậu ta mặc nó. The best part tức là cái phần hay nhất. Got, get có nghĩa là nhận được đấy. war là là quá khứ của where. Và cô giáo đã bảo cậu ấy bắt đầu nhưng mà đầu óc cậu ấy trống rỗng. Mind tức là tâm trí đầu óc. Blank có nghĩa là trống rỗng. Và cậu ấy không thể nhớ được lời thoại lines cũng có nghĩa là lời thoại. Một tuần sau đó thì cô giáo đã uh, dán cái danh sách của các cái vai lên trên tường. List danh sách, list of the parts tức là danh sách đóng vai, nhận vai. Peter đã đọc cái danh sách đó để tìm kiếm tên của cậu ấy. Looking for là tìm kiếm. Cậu ấy đã rất sốc vào những gì mà cậu ấy nhìn thấy. To be shocked có nghĩa là bị sốc. Cậu ấy chớp mắt và nhìn lại một lần nữa. Blink có nghĩa là chớp chớp mắt. Blink his eyes. Cậu ấy đã không nhận được vai chính mà Robbie đã nhận được. Và Peter đã trầm tư suy nghĩ về cái cái tình huống cái sự việc đó và cậu ta đã hiểu ra rằng Robbie vừa mới nhận được cái vai diễn đó ponder có nghĩa là suy nghĩ nghiền ngẫm, trầm tư về một vấn đề gì đó. The situation là tình hình, tình huống, hoàn cảnh. came to the idea có nghĩa là nghĩ ra một ý gì đó, ở đây là nhận ra rằng receive là nhận được. part là cái vai đó. Và cậu ấy đã có được cái vai đó bởi sự luyện tập. earned có nghĩa là có được, kiếm được. Lần tới thì Peter cũng sẽ phải luyện tập.